vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả với cô Thảo không biết là có cảm nhận giống Minh Châu không? Tiết trời bây giờ hơi se se lạnh nè, làm tự nhiên trong lòng em cũng thấy nôn nao lắm, mong tới những ngày cuối năm lắm luôn á cô. Công nhận là thời tiết vào lúc cuối năm như thế này thì thật là dễ chịu ha, tại vì nó mát mẻ nè, mà ăn hình như cũng ngon miệng hơn phải không? Đúng rồi đó, cô Thảo thiệt là nói đúng ý của em quá đi. Nhưng mà em đang rất tò mò nha, không biết là ngày hôm nay trên bàn ăn của Món Ngon Mỗi Ngày sẽ có món gì làm cho em cảm thấy là rất là ngon miệng trong cái thời tiết này đây. Để thử coi, mình sẽ làm một món có hương vị nồng ấm của tiêu, có thể ăn nóng với lại cơm nữa. Không biết như vậy đủ chưa Minh Châu ha? Chắc chắn là em sẽ rất thích rồi, một món ăn như vậy chắc chắn sẽ đúng với tiêu chí của chương trình là trọn hương ấm thấm vị ngon. Món gì vậy cô? Đó là món sườn chiên sốt chua cay. Để thực hiện món sườn chiên sốt chua cay thì chúng ta chuẩn bị khoảng 500 gram sườn non, 2 trái cà chua nhỏ, nửa củ hành tây, 1/4 trái thơm, 1 ít hành lá, tỏi băm, tương ớt và bột năng pha loãng với nước. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị các loại gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Giai đoạn đầu tiên là cô sẽ cắt những cái loại rau củ này trước nè Minh Châu. Cà chua chúng ta cắt ra làm tư nè, xong rồi mình bỏ cái phần hạt đi Minh Châu ha. Rồi sau đó cô cắt ra thành hạt lựu như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt đến củ hành tây. Củ hành tây thì cũng tương tự như cái phần cà chua. Như vậy là hành tây cũng sẽ có cái hạt lựu giống như là cà chua đúng không cô? Đúng rồi. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1/4 trái thơm này nữa, chúng ta cũng cắt hạt lựu giống như vậy luôn. Rồi còn lại những cái phần nào lớn thì mình sắc lại một chút thôi. Cuối cùng cô cắt đến phần hành lá. Cô sẽ cắt khúc dài khoảng chừng 2cm như thế này. Trước khi mà cô chế biến tiếp á, thì mình tranh thủ thời gian, cô sẽ đặt một cái chảo lên trên bếp cho dầu vào. Trong khi chờ dầu nóng thì chúng ta sẽ qua một cái công đoạn rất là hấp dẫn đây. À em biết rồi nè, công đoạn này vô cùng quen thuộc luôn đó. Bây giờ em đoán nha, cô sẽ cho bột tẩm khô chiên giòn chút vào, xong rồi cô cho sườn vào, xong rồi cô đậy nắp hộp lại, cô lắc. Minh Châu có vẻ rất là hào hứng với lại cái công đoạn này, giao cho Minh Châu thực hiện nè. Dạ. Đây. Em cảm ơn cô. Wow. Em thấy cái này lắc rất là thoải mái, bởi vì làm sao mà sợ mà sườn mà bị vỡ ra được đúng không cô? Đúng rồi, rất là thoải mái. Sườn rất là chắc. Và khi chúng ta lắc kỹ như vậy á thì là cái phần bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit nó sẽ bám đều ở xung quanh miếng sườn. Và khi vậy chúng ta chiên thì miếng sườn sẽ đậm đà, ngon, thấm gia vị. Mà đặc biệt á là nó sẽ không làm cho khô ở phía bên trong mà có áo một cái lớp vỏ giòn nhẹ phía bên ngoài nữa, rất là ngon. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ áo bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit vào sườn non. Như vậy thì chúng ta sẽ có được một món sườn nè, bên ngoài thì vàng giòn, bên trong thì chín mềm, rất là thấm gia vị. Và bây giờ thì cô sẽ lần lượt cho sườn vào nha. Trong khi chờ cho sườn chín vàng á thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sang cái giai đoạn là chúng ta làm sốt. Sử dụng khoảng nửa chén nước nè, cho vào khoảng 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm nữa, thêm 1 muỗng canh giấm gạo Lisa, 1 muỗng canh tương ớt, khuấy đều lên. Sau khi mà chúng ta cho sườn vào, chúng ta chiên độ chừng 2 phút thì quý vị khán giả cho lửa nhỏ lại để cho sườn chín từ từ vào tận bên trong. Và kế đó bây giờ thì sườn cũng đã vàng rồi nè, thì chúng ta bật lửa lên để cho bếp thật là nóng và dầu thật là nóng để cho tất cả những cái phần dầu nó thoát ra hết. Như vậy món ăn của chúng ta sẽ ráo dầu và ngon hơn. Bây giờ có thể vớt ra được rồi. Bây giờ cô sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Minh Châu bật bếp lên giúp cho cô. Cho dầu vào rồi cho tỏi vào và chúng ta phi cho vàng thơm. Bây giờ là tỏi đã bắt đầu ngả qua cái màu vàng thơm rồi, trút hết vào. Và bây giờ những cái nguyên liệu bắt đầu hơi trong trong lại là được rồi đó. Chúng ta sẽ cho hết cái phần sốt mà lúc nãy đã pha rồi nè. Chúng ta nấu lên cho những cái nguyên liệu này nó sôi lên một chút xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần bột năng này vào trong cái phần sốt. Rồi cô sẽ cho một ít vào trước, khuấy đều lên. Chúng ta quan sát thử xem cái phần sốt, cái độ sánh nó đã vừa đủ chưa. Nếu chưa đủ thì thêm một chút xíu nữa. Đúng rồi, quan trọng nhất là mình phải quan sát đúng không cô? Nếu mình lỡ tay làm sệt quá thì chắc là không ngon nữa rồi. Ừ, đúng rồi. Tiếp tục cho cái phần hành lá vào để có thêm màu xanh. Kế đó chúng ta trút luôn cái phần sườn non này vào. Chúng ta chỉ đảo đều thôi. Và chúng ta cho sôi lại một chút xíu nữa. Bây giờ thì quý vị khán giả có thể tắt bếp. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong món sườn chiên sốt chua cay. Sau đó là mình sẽ múc nước sốt và chúng ta rưới lên trên. Cô ơi, em thấy món này không những là trọn hương ấm, thấm vị ngon mà còn trọn cả màu sắc nữa đó. Xong hết rồi, chúng ta rắc thêm một chút tiêu nữa cho nó có mùi thơm. Còn đây là phần của Minh Châu. Em cảm ơn cô thiệt là chu đáo quá đi thôi. Đầu tiên thì Minh Châu cảm nhận rõ ràng là
sườn vàng đều nè. Và cái sốt á thì màu sắc rất là sinh động nữa. Không biết là ăn thì sẽ như thế nào đây. Sườn chín tới, giòn giòn ở bên ngoài, bên trong mềm và ngọt nè. Và cái vị chua rất là thanh thanh của giấm gạo Lisa, có cả mùi thơm nữa. Chà, không biết là cô Thảo đã tầm sư học đạo được ở đâu món này mà ngon và hay quá chừng luôn à. Cảm ơn Minh Châu và quý vị khán giả. Biết không, một món ăn sau khi chúng ta hoàn tất như vậy, ngoài cái độ hài hòa mà về màu sắc mà còn phải hài hòa về hương vị nữa. Và đặc biệt là món sườn chiên sốt chua cay của chúng ta đó, nó ngon ngoài cái việc là nhờ cái lớp bột tẩm khô chiên giòn phía bên ngoài làm cho sườn có cái độ giòn vừa phải nè, thấm gia vị, mà đặc biệt hơn là nhờ cái phần sốt chua cay có vị chua tự nhiên của những cái nguyên liệu và vị cay cay làm kích thích vị giác rất là nhiều. Chọn hương ấm, thấm vị ngon. Rằng quý vị sẽ thực hiện thành công. Và quý vị cũng đừng quên nhé, chương trình rất mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Hãy gửi thư về cho chúng tôi đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.